Mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ hơn 100 tấn thịt gà từ các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Tuy nhiên thì gần một tháng nay sau khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, các trường học, bếp ăn tập thể bị đóng cửa đã khiến cho lượng tiêu thụ giảm. Người chăn nuôi gà công nghiệp vì thế cũng rơi vào cảnh một cổ hai chồng khi mà vừa phải gồng mình để cõng phí thức ăn ngày một tăng, lại vừa phải chịu thua lỗ do không bán được gà. Nhiều nơi nông dân đã phải giảm đàn hoặc là treo chuồng, ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Chuồng nuôi gà này đã phải bỏ trống hơn một tháng qua. Với nhiều người dân ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, đây là quyết định bất đắc dĩ. Bởi cuộc sống của họ chủ yếu phụ thuộc vào việc chăn nuôi gà. Nhưng khi càng nuôi càng lỗ thì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Nó ăn kém nhiều mà nó không có ký. Thì cho dù nó có 39-40 đi chăng nữa thì cái mức độ nó cũng không ăn thua gì. Theo bà con, giá thành nuôi gà công nghiệp hiện ở mức 25.000 đồng đến 27.000 đồng trên 1 ký. Trong khi giá bán gà chỉ ở mức 23.000 đồng 1 ký. Với giá này, nếu chỉ xảy ra trong vòng 1 tháng, người chăn nuôi vẫn có thể cầm cự được. Nhưng việc bán gà phải bù lỗ 2.000 đồng đến 4.000 đồng trên 1 ký đã xảy ra hơn 1 năm qua, khiến bà con không còn vốn để đầu tư. Riêng các hộ nuôi theo chuỗi khép kín, mong muốn lớn nhất là việc tiêu thụ gà được đẩy mạnh để duy trì chăn nuôi. Giờ bù lỗ thì bù lỗ thôi. Bây giờ chỉ mong là cơ quan nhà nước khuyến cáo người tiêu dùng thì sử dụng gà nhiều hơn. Không chỉ trại nhỏ mà nhiều doanh nghiệp thuê đất để nuôi gà cũng lao đao. Nhất là trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng hơn 30% và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều ý kiến cho rằng chưa bao giờ ngành chăn nuôi gà lại đứng trước nguy cơ phá sản như hiện tại. Vai trò của nhà nước trong lúc này rất quan trọng để giúp ngành chăn nuôi gà công nghiệp vượt qua khó khăn. Các bộ, các ngành với chính phủ là phải lập lên mỗi tỉnh có một cái kho đông lạnh dự trữ cái vấn đề này, gọi là dự trữ thịt quốc gia đấy, cho tất cả những cái công ty chăn nuôi và những cái doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa làm chăn nuôi, khi mà nó giá cả nó xuống thấp quá, người ta cấp đông bỏ vào trong cái kho cấp đông ấy, nhà nước chỉ cần hỗ trợ tiền điện thôi, bảo đảm là người ta làm tốt mà nuôi tăng đàn, người ta không sợ phải đổ đi, không phải bán rẻ. Giải pháp cấp đông thịt gà đang được các quốc gia trên thế giới áp dụng nhằm hỗ trợ ngành chăn nuôi vượt qua cơn bão giá. Các chuyên gia cho rằng đây cũng là một trong những giải pháp mà Việt Nam cần áp dụng ngay để bảo vệ người chăn nuôi trong nước, giúp bà con có được cuộc sống tốt hơn. Vừa rồi là câu chuyện về nghịch lý giá lợn hơi và sự khó khăn của người chăn nuôi, trong tiểu mục vấn đề nông nghiệp hôm nay. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật vấn đề này trong những bản tin tiếp theo. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới về thị trường nông sản với phần trình bày của biên tập viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, giá cà phê hôm nay ngày 26 tháng 6 tại thị trường thế giới bật tăng, kéo theo sự khởi sắc của giá cà phê trong nước với mức tăng mạnh 300-400 đồng 1 kg. Hiện giá cà phê trong nước giao dịch quanh ngưỡng 34.800 đồng đến 35.700 đồng 1 kg, tăng 300-400 đồng 1 kg. Hai địa phương có giá giao dịch cao nhất 35.700 đồng 1 kg là Đắk Lắk và Kon Tum. Lâm Đồng được ghi nhận mức giá thấp nhất là 34.800 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại như Đắk Nông, Gia Lai giao dịch trong khoảng 35.500 đồng đến 35.600 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi việc vận chuyển, tiêu thụ vẫn gặp khó khăn, kéo theo đó là sự khởi sắc của thị trường trong nước. Trong tình hình dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến nhanh, phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ các mặt hàng nông sản của nhiều địa phương đang gặp khó khăn. Giá cả hàng hóa đang ở mức thấp. Điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống của người dân. Cụ thể, một số loại nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang tồn đọng với số lượng lớn. Riêng sản phẩm khoai lang tím Nhật đang tồn đọng hơn 8.490 tấn, chủ yếu do thương lái không thu mua hoặc thu mua ít. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, một số hợp đồng xuất khẩu nông sản bị hủy hoặc tạm ngừng với đối tác nước ngoài và một số nước nhập khẩu nông sản có yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với sản phẩm nông sản. Tuy nhiên hiện nay, năng lực xét nghiệm của tỉnh chưa đáp ứng đủ và kịp thời nên không xuất khẩu được đã khiến giá nông sản giảm mạnh. Đơn cử vụ trước, bắp bút có giá trung bình khoảng 30.000 đồng một kg, nhưng vụ này có thời điểm xuống chỉ còn 6.000 đồng một kg.
Một số địa phương khác như Quảng Ngãi, giá ớt thu hoạch hiện tại chỉ từ 3.000 đến 4.000 đồng một kg, giảm từ 23 đến 27.000 đồng một kg so với đầu mùa vụ và giảm mạnh so với cùng kỳ những năm trước. Tình hình này đang khiến nhiều nông hộ lao đao. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua ngày 25 tháng 6 theo giờ Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Kostas Sarantidis, Nguyễn Văn Lập đã qua đời ở tuổi 94. Ông này đã chút hơi thở cuối cùng bên người thân tại thủ đô Athens, Hy Lạp. Ông được xem là một chứng nhân lịch sử, một người lính da trắng của bộ đội Cụ Hồ, người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập sinh năm 1927 trong một gia đình công nhân ở miền Bắc Hy Lạp. Sau Thế chiến II, ông bị tham gia vào đội quân Lê Dương của Pháp và được điều tới Đông Dương để tham gia cuộc chiến chống phát xít Nhật. Tuy nhiên, ngay sau khi tới Sài Gòn vào năm 1946, được tận mắt chứng kiến những hành động tàn phá, giết chóc của quân đội xâm lược đối với những người dân Việt Nam vô tội, nhận thức được rõ bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, ông Nguyễn Văn Lập đã quyết định đi theo mặt trận Việt Minh và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của các chiến sĩ Việt Minh, trở thành bộ đội Cụ Hồ. Trong thời gian tham gia mặt trận Việt Minh, ông Nguyễn Văn Lập luôn được đơn vị và cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập được nhiều chiến công. Trước đây, ông Nguyễn Văn Lập đã có lần tháp tùng Tổng thống Hy Lạp sang thăm Việt Nam và được các nhà lãnh đạo nước ta đón tiếp. Ngày 9 tháng 11 năm 2010, thì ông Nguyễn Văn Lập được Chủ tịch nước ký quyết định công nhận là công dân Việt Nam. Tháng 5 năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định phong tặng ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Lập cũng là người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này. Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bản tin thời tiết của kênh VTC16. Thưa quý vị, chắc hẳn những cơn mưa trong những ngày qua đã giúp toàn miền Bắc hạ nhiệt. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bước sang ngày hôm nay 26 tháng 6, tại các tỉnh miền Bắc thì mưa sẽ giảm dần và bắt đầu nắng nóng trở lại, một số nơi lên đến trên 36 độ. Miền Trung tiếp tục nắng nóng đến gay gắt. Riêng khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, phía Nam, Sơn La, Hòa Bình thì sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 cho tới 36 độ. Tại khu vực Hà Nội, bắt đầu từ hôm nay sẽ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất cũng dao động trong khoảng từ 35 tới 36 độ, chiều tối khả năng có mưa rào và dông. Thưa bà con, nhiệt độ những ngày tới được dự báo sẽ tăng cao. Đây là điều kiện để các loại vi khuẩn, virus gây bệnh trên đàn vật nuôi phát triển mạnh. Tình trạng nắng nóng cũng sẽ khiến đàn vật nuôi kém ăn, bỏ bữa, uống nhiều nước. Cộng với bức xạ nhiệt lớn, sức đề kháng giảm, rất dễ phát sinh các bệnh như là tiêu chảy, cảm nắng, dịch tả và đặc biệt là viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Để hạn chế ảnh hưởng bởi nắng nóng thì bà con cần tăng cường làm mát chuồng nuôi bằng lưới đen, quạt thông gió hay là tiến hành vệ sinh chuồng trại. Đặc biệt cần đẩy mạnh tiêm vaccine viêm da nổi cục cho đàn trâu bò càng nhanh càng tốt để tránh thiệt hại. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.